Đây là mấy chiếc sầu riêng người ta vừa thu hoạch xong nè mọi người. Quá trời trái luôn. Đây đằng kia ba chiếc sầu nữa kìa. Quá trời luôn. Đây mọi người nhìn sầu riêng nè. Wow. Đẹp ghê chưa? Mọi người ơi, Yến đi ngang cái chỗ này người ta đang thu hoạch sầu riêng nè mọi người. Quá trời luôn. Cái ghe nào ghe nấy to ghê nè. Quá đầy luôn nè mọi người. Ở đằng sau còn 3 ghe nữa nha, tổng cộng là 4 ghe luôn á. Quá trời trái luôn. Nhìn thích ghê á. Có con chó đó nè mọi người. Đi ơi. Đó. Nhìn đã ghê ha. 1, 2, 3, 4 chiếc xuồng đó mọi người thấy không? Chiếc nào cũng to đầy hết trơn luôn. Ở miền Tây người ta thu hoạch cái mặt xuồng người ta đi ra bằng cái đường này mọi người. Tại vì trong vườn người ta khó đi á, phải đi vô tuốt phía trong á, nên là người ta sẽ đem ra như vậy nè. Xong rồi cái đầu đi lên trên đây là cái lộ nè mọi người. Trước mặt là cái lộ, xe tải là cái chở á. Đó, tải ghê. Đây là cái vỏ sầu riêng. Và đây là cái sầu riêng nè mọi người. 4,6 kg nha mọi người. Đó. Cái sầu riêng rất là to luôn. 4,6 kg. Hai xin chào cả
nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại kênh của Yến nha cả nhà. Thì hiện tại dưới quê Yến á, đang là mùa sầu riêng nên là có rất là nhiều sầu riêng á. Hôm nay thì Yến đã mua được một trái sầu riêng thiệt là bự luôn cả nhà ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức đi nha. Bây giờ chúng ta đi ăn thôi. Đây là trái sầu riêng 4,6kg này nha cả nhà, rất là to luôn. Đây bạn Ngoan vô xẻ luôn đi, bạn Ngoan xẻ trên đây luôn nè. Yeah. Chào mọi người nha, bây giờ mình sẽ tiến hành khui trái sầu riêng này cho mọi người nha. Ngồi xuống luôn đi. Dao để sầu chúng ta. Giờ thì chúng ta sẽ khui trái sầu riêng nha cả nhà. Trời, con chó của mình nó đang đùi lùi luôn rồi cả nhà. Chứ thằng riêng nó bự hơn bà luôn á. Chừng nào mới ra trời. Ra đi. Em mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khui sầu riêng nha. Đây nè, chúng ta sẽ thọt cái dao vô cái chỗ này nè. Nó ừ đó đó. Xong rồi chúng ta nại ra, mạnh ra ừ. Mạnh lên. Gãy cái dao luôn. À mạnh lên. À, gãy chừng gãy thiệt á má. Cái gì la vậy má? Cameraman mà làm gì gớm vậy? Người trong cuộc ta khui chưa ra nữa mà má đứng ngoài. Rồi chúng ta sẽ móc cái sầu riêng ra nha cả nhà. Móc cái sầu riêng. Sao tôi thấy cái trái này nó to quá, khó móc chứ. Nó bự quá à. Nó bự quá. Rất là thơm luôn á. Hôm qua mua chưa thơm, bữa nay nó thơm rồi cả nhà. Bữa nay chín nhiều rồi nè. Nè mọi người khui theo cái có cái đường đó. Đúng rồi. Ủa trái sầu riêng nó sẽ có cái đường. Á à, đừng hoặc mạnh vô nó lội thịt hết rồi kìa. Trộn mạnh vô nó chảy ra. Sao gỡ ra được ta? Mạnh lên mới được. Cái trái này nó to, nó bự hơn ngoài sức tưởng tượng của mình đó mọi người. Cho nên là ăn trái sầu riêng cực khổ quá nè. Ừ đó ta, móc đi đó. Nó khá là khó tách. Nó to quá là nó hơi cứng. Để cho hồi dân xuống thưởng nha. Mình cái vô thịt nha. Được muối là mấy muối kia ra hết trơn à. Ừ. Rồi, mạnh lên. Mạnh lên. Rồi, ra rồi. Ra rồi cả nhà ơi. Nó làm gì ghê quá. À, được rồi, nhiêu được rồi. Là sẽ khui tiếp nha cả nhà. Dùng sức mạnh lên em ơi. Công đoạn phía sau này có lẽ dễ hơn rồi đó. Tại nó có nó hơi chín rồi cả nhà, nó hơi mềm rồi. Muối rất là nhiều luôn nha. Đây là sầu riêng ri sáo ở cả nhà. Người ta giới thiệu vậy đó, không biết nữa. Mạnh lên em ơi. Mạnh lên. Ra rồi. Ra rồi. Cả nhà ơi. Đây Yến sẽ cho mọi cả nhà xem nha. Quá ngon luôn. Cái này còn cái muối dinh dưỡng còn to nữa đó cả nhà, không mình ăn như trước đi. Bây giờ mình ăn như trước đi rồi xíu nữa rồi. Có gì mình khui thêm nha. Đây, quá trời luôn. Ăn thôi.
giờ Yến sẽ ăn ăn mời cả nhà nha. Muối này mời cả nhà nha. Trời ơi, cái muối sầu riêng muốn biết nói chuyện rất to. Ngọt, nó thơm quá cả nhà. Ăn sao bà Yến, thấy như nào? Rất là thơm luôn cả nhà. Thấy to to quá nè. Nhưng mà sầu riêng này có hạt nha cả nhà. Ủa sao mình cứ tưởng nó là hạt lép chứ, hạt nhiều quá nè. Sầu riêng này có hạt. Ngon mà thấy như vậy. Có vẻ ngon cả nhà. Để hơi nó hơi chín lên rồi, nó mềm á. Quá tuyệt vời, có muối kìa. Nhưng mà cái hạt nó hơi không nhỏ, không lớn lắm. Cũng được. À, mình đã khui xong rồi, bây giờ mình sẽ ăn cho mọi người xem nha. Mọi người cùng thưởng thức nha, mình sẽ ăn muối này. Trời ơi, cái muối sầu riêng nó tròn do nó mập mà. Thơm mà béo nữa mọi người. Ai là tín đồ của sầu riêng thì sẽ biết. Trời ơi, nó ngon. Sầu riêng này nó có hạt nhưng mà hạt cũng lép thôi, không có nhiều. Ăn không? Mấy con ăn không? Cún. Đây, hai con chó của mình vậy cả nhà. Nó đi ruộng rồi cả nhà ơi. Mà lần nào dẫn nó đi ruộng là nó cũng vậy hết trơn á. Trời ơi. Không ổn rồi. Đây sầu riêng rất là ngon luôn. Đúng rồi, hộp nhỏ thôi. Cái này ở đây là mình sầu riêng hạt lép đó. Sang cái muối này. Lép trời trâu còn chết nữa, hạt lép. Cái hạt nó nhỏ thật mà. Nhưng mà rất là ngon cả nhà, nãy ngon thì nó thấy rất là ngon. Mình có thể ăn ké miếng không? Được. Đây. Camera chịu hết nổi rồi mọi người. Cái này nó nhiều hạt lắm cả nhà, nó có một muối vậy nè nhưng mà nó rất là nhiều nha. Nhiều hạt nha. Một cái khoang như vậy là có 3 4 muối. Nó ngang dọc trơn chứ không phải giống như là sầu riêng mà kia có hạt một nguyên cục muối, mà cái này nó nhiều hạt lắm, một muối vậy đó. Đây nè, đây là một hạt của nó nè. Mà cả nhà nha. Camera men ăn chịu không nổi. Ngon không? Ngon, ngon, ngon. Rất là ngọt luôn đó nha. Vô. Trái sầu riêng này tới 4,6 kg lận, nó rất là to luôn đó nha. Ăn một cái là ngán luôn. Hai đứa mà ăn hết trái sầu riêng này là chỉ có nước mơi làm chôn hết rồi. Gì ghê má. Ngon quá. Nè ăn muối này nữa đi. Ăn đi, ăn đi bà tự múc ăn đi. Trời ơi, cái muối tròn này mọi người coi nè. Tròn dành gõ chữ. Từ A tới Á. Mọi người đừng có tiếc tiền mà mua cái trái sầu riêng nhỏ nhỏ mà 50-70 ngàn. Không có mấy muối nữa. Chuyện học có muối nữa. Đây, Yến sẽ ăn cái này. Còn mua một trái này hả? 1,60 kg hả? 1,60 kg đúng mọi người. 4,6 kg. Thì nó tầm 260-270 ngàn. Mà nó rất là nhiều muối, rất là nhiều muối luôn. Cái này là Yến mua ở trong vườn ở nhà nên là giá rất là rẻ nha. Có 60 ngàn thôi, nếu mà ở chợ thì chắc khoảng 80-90% lận á. Ở Sài Gòn á nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Quá trời ngon. Ăn hồi đưa sắp xí. Mụn. Má gì vui vui má, ăn gì mà tắt tiếp mà mụn nghe ghê quá vậy. Quá ngon. Mọi người biết là sầu riêng hồi xưa có một sự tích cây sầu riêng đó. Sao? Có một câu chuyện kể là có một chàng cố gắng đợi một chàng trai qua già, đợi hoài không thấy về, chết một hành cái cây, gọi là cái sầu riêng.
Ủa kì vậy? Câu chuyện thiệt là vui, thú vị, hấp dẫn, nhiều chi tiết. Tự nhiên đợi nó chơi chạy. Đi á, đi làm á. Đi đâu? Đi làm á, hồi xưa không nè. Đi xa quê để mưu cầu danh lợi. Theo đó cô gái đợi mãi không thấy chàng trai về. Nó đi theo gái rồi. Biết vậy, lợi mà, kỹ biết gì? Vậy mà đừng nói vậy, phủ phàng quá. Đại diện á. To ghê hả? Còn nhiều lắm cả nhà. Mà cả nhà nha. Nè. Ôi nhìn nè. Trời ơi, một cái khoan như vậy là nó khoảng 6 đến 7 cái muối nhỏ. Nhỏ. Nè, đây là một cái hạt này cả nhà. Ừ. Mà cả nhà nha. Ngon cực kỳ. Thịt rất là nhiều, thấy vậy thôi, cái hộp bự nhưng mà thịt cũng nhiều lắm nha. Từ đầu mùa tới giờ Yến chưa ăn cái thứ gì nào cả nhà. Đây là cái đầu tiên luôn á. Nó to, rất là to luôn nha. Xíu à. Thịt nó rất là nhiều luôn. Thế cái này á, phía là mua hôm qua rồi, để đến hôm nay là chín mềm luôn, thơm dữ dằn. Miền Tây mùa này là đang sầu riêng đó mọi người, ăn ngồi sầu riêng á. Nó cũng có hạt nha, nhưng mà hạt nhỏ thôi. Ăn muối này nữa đi. Rồi rồi mình sẽ ăn hết muối này, rồi mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Mọi người muốn thích coi về chủ đề gì á, ăn cái gì á, thì cứ comment phía dưới video của video này. Bởi vì tụi mình thấy trong khoảng ăn thì tụi mình sẽ làm cho mấy bạn coi. Ví dụ như đừng có đòi ăn mặt trăng mặt trời rồi thôi. Thấy gì à, hay hay lắm. Muốn xem thì cứ comment cho bạn Yến sẽ làm cho mọi người coi. Đăng ký kênh nè, xong rồi chia sẻ rồi like rồi. Thấy ngon không? Thấy chàng không? Ngon. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.